Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn và chúng ta cùng đến với chủ đề là nhau thai bám thấp thì có sinh thường được không? Nhau thai tức là bộ phận kết nối dây rốn của bào thai với thành tử cung của người mẹ, và nhau thai có vai trò là cung cấp oxy, các chất dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi. Bánh nhau khi mà đủ ngày đủ tháng thì sẽ nặng khoảng là nửa cân. Thông thường thì nhau thai bám ở mặt trước hoặc mặt sau hoặc là đáy tử cung. Tình trạng mà nhau bám thấp tức là bánh nhau không bám ở đáy tử cung mà bám xuống thấp ở đoạn dưới của tử cung, nơi gần cổ tử cung. Nếu như mà bánh nhau bám thấp xuống thêm nữa sẽ gây ra tình trạng là nhau tiền đạo. Nhau bám thấp có thể cải thiện khi tuổi thai lớn dần lên và tử cung phát triển về phía đáy, kéo theo bánh nhau lên cao. Vì thế nhau bám thấp thường chẩn đoán xác định khi thai là từ 24 đến 28 tuần. Cho nên nếu đến thời gian này mà bánh nhau vẫn được coi là tình trạng bám thấp thì đa phần phải được chỉ định sinh mổ, do bánh nhau nằm trước đường đi của thai nhi khi sinh qua đường âm đạo. Thông qua hình ảnh siêu âm thì chúng ta sẽ phát hiện một cách rõ nhất rồi. Còn những dấu hiệu của nhau bám thấp biểu hiện ra bên ngoài như đột ngột mà bạn bị ra huyết không rõ nguyên nhân, không kèm theo đau bụng, da máu đỏ tươi, khi ra ngoài thì đông lại thành cục, lượng máu ra thường ít trong những lần đầu, sau đó thì tình trạng ra huyết âm đạo có thể lặp lại nhiều lần và lần sau thì máu ra nhiều hơn lần trước. Ở trường hợp mà thai phụ đi lại nhiều, làm việc nặng hay là giao hợp thì dễ bị ra máu hơn, cho nên chúng ta cần phải đi khám định kỳ để biết được là bạn có bị nhau bám thấp hay không, để tránh làm việc nặng và tránh quan hệ. Hiện tượng mà đi khám sớm thì chúng ta sẽ có được cái biện pháp xử lý an toàn và giảm nguy cơ cho cả mẹ và con và tránh nhau tiền đạo. Và chúng ta sẽ cùng nói về những cái nguy hiểm khi mà bạn bị hiện tượng nhau bám thấp này nhé. Đầu tiên, khi nhau bám thấp thì sẽ xảy ra tình trạng là thiếu máu, do tình trạng là chảy máu lặp đi lặp lại trong suốt quá trình mang thai thì sản phụ sẽ dễ bị thiếu máu, dễ bị sinh non, thai suy dinh dưỡng, nhẹ cân và suy thai. Và khi mà nhau bám thấp thì rất dễ xảy ra trường hợp đó là băng huyết khi sinh, vì cái đoạn dưới của tử cung bị thiếu cơ thắt cho nên là xảy ra hiện tượng xuất huyết sau sinh, sản phụ có thể bị băng huyết, sốc do mất máu quá nhiều. Trường hợp là nhiễm trùng sau khi sinh, nhau tiền đạo bám gần cổ tử cung, sau khi sinh nhau bị bóc tách khiến cổ tử cung bị hở, vi khuẩn dễ xâm nhập gây nhiễm trùng. Trong trường hợp nặng thì có thể cần phải cắt bỏ tử cung nếu bánh nhau cài chặt vào cơ tử cung mà không tách ra khỏi lớp niêm mạc tử cung. Như vậy thì sẽ gây hoại tử rất nguy hiểm. Và khi mà bị như vậy thì dễ dẫn đến tình trạng là ngôi thai ngược. Bánh nhau nằm ở phía dưới tử cung khiến cho thai nhi khó xoay đầu và bị căng, cho nên là dễ dẫn đến tình trạng ngôi thai bất thường, ngôi mông hay ngôi ngang. Và tình trạng là trẻ sẽ dễ bị yếu ớt khó nuôi. Khi mà mẹ có dấu hiệu nguy hiểm như ra máu nhiều trong những tháng cuối thì bác sĩ thường chỉ định mổ sớm, do đó là cái khả năng sinh non sẽ rất cao và bé sẽ gặp nhiều vấn đề như là suy hô hấp, miễn dịch kém. Và đương nhiên rồi, khi mà trường hợp nhau bám thấp thì cũng dễ có chỉ định sinh mổ. Một số trường hợp có thể sinh thường, tuy nhiên là cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của cuộc chuyển dạ và tỷ lệ sinh mổ do việc nhau thai bám thấp là cao hơn. Vậy chúng ta cần phải theo dõi và xử lý khi bị tình trạng nhau bám thấp trong thai kỳ. Chúng ta cần phải đảm bảo là nghỉ tuyệt đối tại giường, kiêng vận động và lao động mạnh, chế độ ăn uống bổ dưỡng, tăng cường đạm và sắt. Đối với trường hợp là thai nhi còn non tháng và nhau bám thấp, chưa ra máu thì mẹ không nên lo lắng. Phải giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi nhiều, hạn chế vận động và không để bất cứ một chấn động nhỏ nào ở vùng bụng để gây ra trường hợp là kích thích tử cung gây chảy máu, tránh quan hệ và chú ý khám thai theo đúng lịch hẹn. Nếu không ra huyết âm đạo và thai lớn hơn hoặc là bằng 37 tuần thì có thể là nhập viện để có thể được theo dõi sát sao hơn. Khi mà ra huyết âm đạo thì cần phải vào viện nơi có khoa sản gần nhất để được khám và điều trị. Tùy theo mức độ ra huyết âm đạo và sự trưởng thành của thai nhi sẽ quyết định là chấm dứt thai kỳ hay là dưỡng thai thêm. Việc theo dõi trong trường hợp nhau bám thấp là rất là quan trọng trong mỗi lần siêu âm và quản lý chặt chẽ cái hồ sơ quản lý thai sản, cho nên chúng ta cần phải là khám thai theo đúng lịch hẹn, theo dõi một cách chặt chẽ nhất nhé. Và đó là những điều mà bạn cần phải chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.